Đầu tiên thì xin chào tất cả các quý vị khán giả và cũng gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo Bệnh viện Trung ương chỗ thầy Doanh và công ty để cho tôi chia sẻ hôm nay cùng các bạn một cái chủ đề nó không phải là mới nhưng mà nó cũng khó khăn. Khó khăn ở chỗ là mỗi một người thì có một quan điểm về môi nó khác nhau. Từ cảm nhận đôi môi, từ việc hình dáng cái đôi môi đó. Và quan trọng nữa là nó phù hợp với khuôn mặt của chúng ta như thế nào. Đấy. Thì một buổi chiều nó hơi nóng bức ở ngoài kia, nhưng trong ngoài này thì chúng ta đủ cái không gian, vừa đủ man mát một chút, vừa đủ ấm áp một chút. Thì cái nội dung bài báo cáo của tôi sẽ có 6 phần chính: giải phẫu, kỹ thuật MD code, sản phẩm, và nói qua một chút về sở Vora chỉ định cho vùng môi, một số nghiên cứu lâm sàng để được đánh giá và được cấp FDA, và hình ảnh trước sau. Thế thì chúng ta cũng biết là đôi môi là gì, là một cái bộ phận khá là đẹp ở cái khuôn mặt dưới, cũng như là giúp cho chúng ta có một cái sự hấp dẫn, đặc biệt là người phụ nữ thì đôi môi có những người thì chúng tôi là đàn ông chẳng hạn cũng muốn là nhìn thấy một cái đôi môi phụ nữ chỉ muốn nhảy bổ vào để cắn một cái thôi. Đấy. Thì nó hấp dẫn như vậy, quyến rũ như vậy. Đấy. Đúng như thế đấy. Đúng. Và trên 40% phụ nữ Úc được phỏng vấn thì thấy rằng là mong muốn là điều trị môi mỏng, cái là môi mình muốn dày hơn một chút để cho gợi cảm. Và môi mỏng được coi là cái vấn đề quan tâm hàng đầu của phụ nữ Úc được phỏng vấn, 7% thì nói rằng là làm đầy môi vô cùng quan trọng. Và môi chính là một thành phần tạo nên sự đối xứng cũng như thẩm mỹ trên khuôn mặt của chúng ta. Đấy, thì nói qua một chút về vấn này và đi qua đến tiếp theo là vùng giải phẫu. Thì giải phẫu vùng môi về đại thể chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là gì? Nó chỉ không đơn thuần là cái môi đỏ không, mà chúng ta bao gồm cả cái môi trắng và vùng xung quanh miệng chúng ta nữa, bao gồm có rãnh cằm, khóe miệng cũng như là cái nhân trung của chúng ta. Thì như vậy cái khi chúng ta làm tiêm một cái môi hoặc đánh giá một cái môi, chúng ta phải đánh giá gần đấy cái điểm. Và chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây gồm có rãnh mũi môi là cái vùng này. Đấy, rồi trụ nhân trung là hai cái vùng này, vùng nhân trung đây và nhân trung. Và cái cung, các cái cung đặc biệt là đường viền môi và cái cung cupid này cực kỳ quan trọng trong cái việc mà tạo hình môi, cũng như là khi các anh chị chỉnh sửa môi trong phẫu thuật cũng vậy. Rồi rãnh rối cũng là được chúng ta phải chú ý đến, tỷ lệ giữa cái đường viền nhân trung rồi đường viền môi, các môi trên môi dưới và cũng như là rãnh cằm chúng ta cũng phải chú ý đến trong cái đánh giá về cái môi cũng như điều trị môi. Và khi như vậy chúng ta hiểu rất rõ về giải phẫu môi cũng như lão hóa môi thì chúng ta sẽ điều trị một cái môi nó hoàn toàn tối ưu. Thì ở trên này chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là những đặc điểm liên quan đến cái môi cần phải can thiệp. Thì với những người trẻ thì chủ yếu là để tăng cường. Tăng cường đây chúng ta sẽ liên quan đến các cái cung cupid xem có chữ V nó rõ nét hay không, nhìn rõ bờ môi hay không, rồi tỷ lệ môi trên môi dưới nó có vấn đề gì không, môi đầy đặn và cái khóe miệng nó phải nhảy lên để làm sao cho cái khuôn mặt nó tươi tắn. Với môi già hơn một chút thì chúng ta sẽ phải xem các cái vấn đề về có mất đường nét không, chảy xệ các cái vùng xung quanh môi có mất thể tích hay không, và cái khẩu độ môi nó có bị rộng ra và là cái vùng giữa nhân trung này thì nó có dài ra hay không, làm cho môi cụp xuống hay không. Và như vậy đấy là những cái vấn đề mà chúng ta sẽ liên quan đến việc vừa là giải phẫu môi bình thường và cái quá trình lão hóa của môi. Và chúng ta cũng biết là quanh môi có hai cái động mạch khá là quan trọng, đó động mạch môi trên môi dưới, nó tách từ động mạch mặt ra. Và chúng ta sẽ sau những hình sau chúng ta sẽ biết được là cái lớp giải phẫu. Thì như vậy trong cái quá trình tiêm bất kỳ cái gì trên khuôn mặt thì chúng ta ngoài việc giải phẫu ra thì chúng ta không đánh giá trên 2D mà chúng ta phải đánh giá 3D. Thì khi đánh giá 3D thì các bạn sẽ yên tâm được rằng là khi bạn tiêm vào một vùng mạch nào đó ở cái lớp khác nhau, chúng ta sẽ yên tâm là chúng ta không bị vào mạch. Đấy, cái quan trọng ở trong cái 3D là như vậy. Và đây chúng ta sẽ có chúng ta ai cũng biết cái giải phẫu này rồi, đúng không? Động mạch môi trên môi dưới, động mạch cằm. Đấy.
Rồi cái lớp mỡ thì ở đây chúng ta sẽ có lớp mỡ sâu ở môi cằm đấy, và cơ vòng môi, thì đấy là những cái vùng mà có thể liên quan rất nhiều đến cái khi tạo hình môi chúng ta. Đây là cái vị trí của động mạch từ trong ra ngoài. Thì chúng ta sẽ thấy từ trong thì nó hoàn toàn nó nằm rất là sâu ở ngay dưới lớp niêm mạc và ở giữa cái môi của chúng ta, vùng chữ B này, thì chúng ta sẽ thấy môi ở vùng cơ, và ở phía ngoài khóe miệng thì nó nằm ngay lớp mỡ ở dưới da. Nên do đó nếu như chúng ta tiêm thì ở vùng khóe miệng, về tí nữa thì chúng ta sẽ thấy rằng cái MD-code thì LP6 thì chúng ta sẽ tiêm sâu ở phía dưới. Còn ở những vùng chữ A này chúng ta tiêm ngay phía trên cái lớp mỡ dưới da này để chúng ta vào vị trí. Và như vậy khi chúng ta sẽ thấy rằng là tại sao mình tiêm kim nhọn, mình an tâm là vì như vậy, mặc dù nó liên quan đến các động mạch. Và đây là các cái khẩu độ người ta đo trên một cái giới hạn trung bình. Thì ví dụ như là cái tính từ giới hạn dưới của môi, rồi tính từ giới hạn trước của môi và giới hạn sau của môi thì nó cũng có kích thước nhất định. Và đây là cái hình ảnh mà chúng ta sẽ nhìn thấy rất rõ khi chúng ta chia cái đường viền môi giữa môi động, môi ướt và môi khô. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy là động mạch khi ở phía ngoài nó nằm ngoài cái đường môi khô, nhưng mà phía trong thì nó sẽ nằm trong cái đường môi ướt. Và đây là cái động mạch môi dưới thì chúng ta cũng tương tự như vậy. Và trong ngoài cái động mạch môi dưới ra thì chúng ta có một loạt các động mạch khác liên quan đến vùng nhân trung, động mạch vách sâu, động mạch vách nông ở vùng nhân trung, thì chúng ta sẽ thấy rất rõ các trên giải phẫu xác như thế này. Thì chúng ta yên tâm khi chúng ta nắm được cái giải phẫu 3D như này thì chúng ta tiêm, chúng ta hoàn toàn an tâm trong việc mà chúng ta làm. Và đây là các vùng nguy hiểm của nó, ví dụ như là cái vùng rủi ro thấp thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái vùng môi phía ngoài, nếu như mà chúng ta tiêm ở cái lớp sâu đấy. Rồi vùng có rủi ro mức độ vừa ở vùng giữa và ở trung tâm thì chúng ta sẽ nhìn thấy vùng rủi ro cao hơn đấy. Một cái phần nữa ngoài giải phẫu mà chúng ta học ra thì chúng ta sẽ liên quan đến lão hóa môi. Chúng ta sẽ nhìn thấy môi người già từ cái đỉnh nhân trung nó dài hơn rất nhiều so với môi người trẻ. Và đây là cái điểm môi trẻ, chúng ta sẽ thấy rất rõ của cái điểm GK, hai điểm hai bên này, để tạo làm sao cho cái vùng nhân cupid đấy nó tạo thành hình chữ V rất rõ nét hơn đấy. Và môi dưới thì nó sẽ đưa về phía trước, gọi là cái độ nhô, chúng ta sẽ nhìn rất rõ. Và cái này thì chúng ta sẽ nhìn hình ngang đấy. Và có một vùng trũng môi trên môi dưới, thì như vậy chúng ta sẽ nhìn thấy hình cứ trên nhô ra thì ở dưới nó sẽ lõm vào, tương tự như vậy ở trên cũng vậy. Nếu mà trên vùng này hơi lõm vào thì dưới nó sẽ nhô ra nhiều. Đấy là cái cấu trúc của mỗi người, và nó gọi là luật bù trừ. Đấy, và nhân trung nó rõ nét. Tuy nhiên thì sang đến người già thì chúng ta sẽ nhìn thấy cung mút phẳng đi, tất cả đường viền môi nó cũng sẽ phẳng đi và mất thể tích độ nhô của môi, nghĩa là môi nó cụp xuống, không phải là thể tích của môi không, mà toàn bộ vùng quanh miệng này cũng mất thể tích nên làm cho môi nó cụp xuống. Và khi vậy, như vậy nếu điều trị môi người trẻ và môi người già, chúng ta sẽ có khác nhau rất là rõ ràng. Đấy, da môi trở nên dài hơn, nếp nhăn rõ ràng hơn và nhân trung mờ hơn. Và như vậy chúng ta sẽ nhìn thấy là khi chúng ta can thiệp tiêm filler thì cái môi người già chúng ta có cái quy hoạch khác, và môi người trẻ cũng sẽ có quy hoạch khác nhau. Đây là cái môi ở từng lứa tuổi khác, ví dụ như là ở lứa tuổi 20-45 chủ yếu là cái việc bổ sung thêm để cho nó quyến rũ thêm. Và nếu như mà môi mỏng, có thể do một số người do tuổi, do gen, thì như vậy chúng ta sẽ tư vấn thêm ở vùng môi chính, cái môi đỏ thôi, còn vùng xung quanh thì hoàn toàn cái mô mỡ chúng ta sẽ không bị thiếu. Nhưng tuy nhiên thì cái môi người già trên 50 tuổi thì chúng ta sẽ liên quan đến các cái mất thể tích ở vùng xung quanh miệng nữa, nên chúng ta sẽ phải đánh giá cả đó nữa. Và các yếu tố ảnh hưởng thì chúng ta sẽ biết là di truyền, thì cái này thì chịu rồi, chúng ta không biết, ánh sáng mặt trời. Và một cái nữa là hút thuốc, thì cái thuốc lá nó vô cùng ảnh hưởng vô cùng nhiều đến vấn đề lão hóa, không phải chỉ môi không, cả cái da chúng ta nữa, nên chúng ta phải chú ý. Thì hút thuốc ở đây là nam giới thì hút thuốc trực tiếp, còn nữ giới thì còn thêm, chủ yếu là cái hút thuốc mà gián tiếp chúng ta. Thì trong cái biểu hiện của nó sẽ gồm có teo mỡ dưới da, cơ suy yếu và giãn dây chằng. Thì chúng ta phải đánh giá ba cái yếu tố này. Đấy. Về đánh giá thì chúng ta sẽ nhìn thấy đánh giá những cái gì. Đầu tiên chúng ta sẽ đánh giá khẩu hình của môi. Đấy. Và đánh giá khi bình thường cũng như khi cười, huýt sáo. Đấy là những vùng khi động, là khi cả tĩnh, khi động. Độ nhô của môi.
để chúng ta xem là cái độ nhô đấy chúng ta can thiệp môi không, hay là chúng ta can thiệp ở cái mô xung quanh môi, thể tích và khuôn răng, để chúng ta xem khi cái môi hơi cười nhẹ nhẹ thì như vậy cái khuôn răng nó có tốt hay không, đánh giá xem cái môi có bị gọi là có bị cụp vào hay không. Đấy thì cái đầu tiên là cái tỷ lệ, thì tỷ lệ chúng ta vẫn thấy rằng là cái tỷ lệ giữa môi trên môi dưới tối ưu nhất nó vẫn là 1/pi, có là 1/1.618 dài ra phía sau ấy, thì tương đương nó khoảng 2/3, có nghĩa là trên 2 dưới 3. Đấy, chúng ta sẽ đưa ra một cái đấy. Thế thì ngoài ra chúng ta còn đánh giá thêm nữa là độ cao của cái nhân trung. Đấy, vì càng già thì cái độ này nó càng dài ra. Đấy, và bờ môi trên, bờ môi dưới, các cái cung cupid rồi các khóe miệng xem nó có vấn đề gì không. Đấy, thì đấy là những cái mà chúng ta đánh. Rồi đánh giá độ nhô, chúng ta sẽ đánh giá độ nhô của môi trên, môi dưới thì có nhiều cái cách đánh giá. Một là chúng ta có thể kẻ một cái đường từ đầu mũi đến đỉnh mũi đến đỉnh cằm, thì chúng ta đánh giá độ nhô của môi trên đến cái đường đó và độ mô môi dưới đến đường đó. Hoặc là chúng ta chỉ kẻ một đường từ chân cánh mũi, chân trụ mũi cho đến đỉnh cằm, thì chúng ta sẽ thấy là độ nhô của thông thường thì nó độ nhô của môi trên và môi dưới nó sẽ khác nhau. Và đây là trên hình ảnh chúng ta sẽ nhìn thấy độ nhô này để chúng ta đánh giá cái việc độ nhô đó đã đạt hay chưa đạt. Đấy, đây là cái đường F Pass Line, Ricket hoặc Ricket Airline, thì chúng ta sẽ nhìn thấy, thì chúng ta thay thường thì chúng ta hay đưa cái đường này ra hơn là cái đường mà đo từ đây đến đây, đúng không? Đo từ chân trụ mũi đến đỉnh cằm thì thường là chúng ta sẽ rất khó đo, trong khi đấy đường này chúng ta lấy một thước kẻ là chúng ta đo được rồi. Đấy. Thế thì trong cái thang điểm đánh giá độ dày của môi của Elegant, chúng ta sẽ chia làm 5 mức độ rõ ràng. Một là môi rất dày. Đấy, thì cả cái môi trên môi dưới nó đều rõ và giống như kiểu môi chề ra. Thứ hai, nó vừa đủ rõ nét thì nó mức độ 4, và mức độ 3 là vừa phải, là môi đỏ và môi dưới cũng hơi chề vừa vừa thôi. Còn bắt đầu đến mức độ 2 và mức độ 1 thì gần như là rất là thiếu, nhưng chúng ta cần phải bổ sung và kể cả thể tích. Một cái điều nữa trong cái việc mà chúng ta tạo hình môi thì không thể không nhắc đến cái vùng cằm của chúng ta. Vùng cằm nó sẽ tạo cho cái môi nó cũng hoàn thiện hơn. Và như vậy khi mà tiêm môi xong thì nếu mà chúng ta, đôi khi chúng ta phải đánh giá, nếu chúng ta phải tiêm thêm cằm nữa thì nó mới đẹp được hoàn mỹ, và toàn bộ vùng mặt dưới nó mới, vùng môi này nó mới hấp dẫn được. Các điểm cần lưu ý trong ở đây thì đánh giá vùng môi, thứ nhất là tính đối xứng và cái điểm nhấn chúng ta bắt buộc chúng ta phải xem. Vì môi rất quan trọng các cái điểm nhấn và cái đối xứng của nó. Vì chúng ta sẽ thấy rất nhiều người mà môi nó lệch, thì môi lệch là cái mà khó chúng ta can thiệp nhất. Đảm bảo tính đối xứng của môi cũng là một cái quan trọng. Và các cái điểm GK là hai điểm của cái cung cupid, viền môi rõ nét và mấu môi. Chúng ta mấu môi đấy thì tùy người thôi, mỗi quan điểm của mỗi người, có người thì thích mấu, có người không thích mấu. Và hình dáng thì ban đầu như thế nào, và thay đổi, nếu mà thay đổi quá lớn thì nó ảnh hưởng đến thiếu tự nhiên của môi. Tỷ lệ môi trên môi dưới không quá 50, quá 11. Đấy, chúng ta luôn luôn môi trên sẽ phải mỏng hơn môi dưới. Đấy. Và cần biết kỳ vọng khách hàng và các hình thức điều trị trước đó, ảnh trước sau điều trị chúng ta phải làm, và ký giấy đồng thuận cũng là một điều. Thì thật ra ở Việt Nam thì đặc biệt là ở miền Bắc thì chúng ta chưa có thói quen này. Ở miền Nam thì các bạn sẽ làm cái điều này rõ hơn. Ở nước ngoài thì đương nhiên càng rõ hơn nữa. Và một cái nữa là chúng ta cần lưu ý một cái nữa, đó là gì? Không có một định nghĩa thống nhất chung cho bờ môi hoàn hảo, nên chúng ta phải hỏi khách hàng rất là rõ ràng, kỹ lưỡng là xem họ muốn gì. Thậm chí là bắt họ đưa ra cái hình ảnh mà họ muốn thì nó sẽ dễ hơn, chúng ta dễ thảo luận hơn. Và không có kỹ thuật nào giải quyết được tất cả các vấn đề vùng môi. Chúng ta phải dùng như vậy, mỗi bác sĩ dựa trên cái nền giải phẫu và sự biết của lão hóa chúng ta, để chúng ta đưa ra một cái phác đồ điều trị cũng như cách tiêm làm sao phù hợp nhất cho chúng ta. Đấy. Ưu tiên hướng đến kết quả tự nhiên. Và khi chúng ta làm như vậy thì đôi khi chúng ta phải kết hợp botoxin hoặc là laser để làm cho cái đôi môi nó tối ưu hơn. Như vậy, kết quả ở đây nó phụ thuộc vào đặc điểm vốn có của môi là điều quan trọng đầu tiên. Thứ hai là kinh nghiệm và kỹ thuật tiêm của mỗi bác sĩ, chúng ta sẽ phụ thuộc vào đấy. Thế ứng dụng MD code như thế nào? Thì chúng ta sẽ hình dung được rằng là chúng ta cố gắng tạo một cái dáng môi cá nhân hóa của từng người. Tùy mỗi người thích một cái dáng môi như nào, đàn ông hay đàn bà thích môi như nào, mình phải thảo luận rất kỹ và làm sao mà để hài hòa trên khuôn mặt của người ta. Vì mỗi một cái
cái điểm trên khuôn mặt nó là một điểm nhấn, điểm nhấn cho mỗi cá nhân. Do đó mà chúng ta phải hỏi hiểu rõ quan điểm đẹp của họ, quan điểm về cái môi đẹp của họ như thế nào. Thế thì với Mario thì chúng ta nói qua một chút về lịch sử MD Code, thì chúng ta sẽ được phát triển bởi Dr. Mario De Maio từ năm 2015. Và cái này được đăng ký bản quyền, độc quyền cho cái sản phẩm của Allergan. Và MD Code chủ yếu là các thay ký hiệu về ngôn ngữ để ai, tất cả bác sĩ trên giới đều có cùng một ngôn ngữ giống nhau. Đấy. Thế thì trong cái việc đó để chúng ta sẽ đánh giá liên quan đến tài chính, rồi đánh giá tư vấn và kỹ thuật, thì tài chính là một cái điểm mà chúng ta với khách hàng Việt Nam chúng ta luôn luôn quan tâm. Vì nếu mà theo MD Code chúng ta có thể phải chia nhỏ ra nhiều lần, không một lần là chúng ta sẽ thấy bệnh nhân phải chi trả khá là nhiều. Và đây là cái kỹ thuật, các cái điểm mà ký hiệu từ các chữ ký hiệu L là tiệm điểm 8 nít nâng gọi là làm săn chắc khuôn mặt. Thế và đến các cái điểm từ vùng viền hàm, từ trên xuống dưới. Và ở đây thì chúng ta chỉ đánh giá cái 8 điểm của điểm môi. Hôm nay thì cái bài trình bày đánh giá đến cái đó thôi. Và như vậy cái MD Code theo thì chúng ta sẽ nhìn thấy là họ xây giống như xây nhà. Đấy, vùng giữa thì nó là nền tảng. Đấy, vùng mặt trên, mặt dưới thì đó là tạo ra các khối để tạo một cái khối riêng. Và cuối cùng là trang trí, thì cái điểm tiêm môi chúng ta là ở cái vấn đề này. Đấy, vấn đề tiêm môi nó sẽ tạo hình môi là ở điểm trang trí này. Tóm lại sau khi em có cái khung rồi thì chúng tôi sẽ có. Và như vậy tí nữa chúng tôi, ba người báo cáo viên sẽ thực hiện đúng như vậy. Thế là một người sẽ tạo nền và chúng cùng tôi là người tinh chỉnh cuối cùng. Đấy. Và đây là những cái mà chúng ta sẽ liên quan đến vấn đề tinh chỉnh của vùng quanh miệng, đặc biệt vùng môi. Đấy, chúng ta sẽ có cái đó. Và với cái ký hiệu thì chúng ta sẽ thấy rằng đây là cái ký hiệu mà khi chúng ta đọc cái bảng đó, ký hiệu đây là khuyến cáo ưu tiên cho nam và ưu tiên cho nữ. Đây là kim đầu tù, kim nhọn. Đấy. Cái tiếp theo là các cái điểm cách tiêm, điểm tiêm rất nhỏ hoặc là những khối bonus nhỏ, đưa tiêm đơn giản, tiêm thành hình quạt. Đấy, thì như vậy mỗi cái ký hiệu như vậy, tiêm ở trung bì, tiêm ở niêm mạc, tiêm trên xương và tiêm dưới lớp mỡ. Đây là cái vùng mà thường liên quan động mạch và thần kinh, để mà chúng ta chú ý, chúng ta tránh. Cái điểm này, khi có cái này thì chúng ta không nên tiêm vào vùng này do một những lý do khác nhau, để chúng ta không cảnh báo. Và đây là cái đại loại một cái hình minh họa để chúng ta biết được cái vùng nào là vùng không tiêm, cái vùng nào vùng cảnh báo, cái vùng nào mà chúng ta và một cái màu nữa chúng ta nhìn thấy ở đây màu xanh là cái màu hoàn toàn an toàn, màu đi các điểm đỏ đó là màu mà có những cái nguy cơ về mạch máu hoặc là thần kinh. Và trong cái khuôn tạo hình thì chúng ta sẽ có LP1, nó có tác dụng tăng thể tích môi, LP2 tạo cấu trúc môi, LP3 thì tạo đường viền, LP4 tạo ụ môi giữa, còn LP5 sẽ ụ môi bên, rồi LP6 khóe miệng, LP7 là cột nhân trung và LP8 là cái vết nhăn quanh miệng. Như vậy chúng ta sẽ có chia ra để cái 8 điểm như này, để mỗi điểm nó có một cái vai trò riêng, và như vậy chúng ta dựa vào cái vai trò đó để chúng ta tinh chỉnh trên bệnh nhân của chúng ta. Và đây chúng ta sẽ nhìn thấy LP1 là chính cả hai cái điểm hai bên này. Nếu như mà bạn nào mà có nghe qua về tiêu sàn thì chúng ta sẽ thấy rằng là tiêm 4 điểm nó sẽ liên quan đến cái vùng này. Đấy. Đấy, thì chúng ta có thể tiêm vùng này mỗi vùng khoảng 0,2 ml là được. LP2 thì chủ yếu là liên quan đến cung cupid, để làm sao cái V-sáp này chúng ta rõ ràng hơn, và chúng ta cũng tiêm thành đường, chúng ta tiêm có thể rút hoặc tiêm tiến, tiêm lùi. Đấy. LP3 là đường viền môi thì chúng ta sẽ thấy tiêm cần kim nhọn và mỗi bên khoảng 0,15 ml cho một vùng, chúng ta có thể tiêm vào vùng đó để tạo ra cái đường viền. Thì tùy cách tiêm đường viền, chúng ta có người tiêm trực tiếp vào đó, có người thì cách tạo cái đường tiêm khi LP1 chúng ta có thể tiêm được đường viền rồi. LP4 là cái mấu môi. Đấy, chúng ta sẽ, và chủ yếu là chúng ta sẽ chú ý trong LP4 này có động mạch môi trên, chúng ta sẽ chú ý cái việc và khi chúng ta tiêm bằng kim nhọn và chúng ta tiêm dài từng đợt, từng cái điểm nhỏ một. Đấy. LP5 là để tăng cái thể tích của cái vùng giữa của môi này. Đấy, thì như vậy chúng ta cũng sẽ tăng lên và chúng ta cũng kiêm kim nhọn từng điểm nhỏ một. Thì chúng ta có thể chúng ta đi trực tiếp
bằng các cái kim 4mm đi từ bờ này, hoặc là đi từ 13mm đi từ bờ môi trắng vào. LP6 là tiêm ở khóe miệng, thì chúng ta sẽ tiêm sâu hình dải ở vùng xung quanh này để đẩy cái khóe miệng đi chúng ta. Và mỗi một cái điểm này chúng ta sẽ là 0,1ml thôi và tiêm hình nan quạt. LP7 thì đấy là nhân trung, thì chúng ta sẽ tiêm càng kim nhọn và tiêm đi khoảng 0,05ml trong một vùng tiêm. LP8 là các điểm tiêm ở xung quanh miệng để làm giảm cái nếp nhăn quanh miệng, và chúng ta sẽ tiêm hình nan quạt đấy, và khoảng 0,25 trong một vùng. Tỷ lệ đường nét thì chúng ta sẽ nhìn thấy là thể tích môi rất quan trọng. Thứ hai là đường nét của cung cupid, và thứ ba là đôi môi có mềm mại hay không, các đường viền có rõ nét hay không, và tỷ lệ cân đối hay không. Như vậy chúng ta sẽ tính đến các chuyện đấy khi tiêm. Đây là một cái kỹ thuật tiêm của một cái bác sĩ dựa trên cái kinh nghiệm và lâm sàng của ông gọi là Dr. Sarah Hack. Đấy. Thì ông này có cái cách tiêm của các cái bước gọi là 6 bước tiêm cho cái môi gọi là hình để nó căng tròn. Đấy, kiểu tạo ra các cái mấu hình kiểu dạng trái tim. Đấy. Các cái ứng dụng sản phẩm thì trong này thì chúng ta sẽ thấy vùng môi, vì nó liên quan cả vùng quanh miệng nữa, nên chúng ta sẽ thấy có rất nhiều các thành sản phẩm mà chúng ta lại có thể Vobella, Ultra XC, Volip, Plus, Ultra Plus XC, thì chúng ta sẽ có cả bốn, có thể bốn cái này đều được sử dụng, và mỗi một cái vùng nó sẽ có chỉ định các khác nhau. Đấy. Thì đây là cái mà chúng ta sẽ xem là mỗi một cái sản phẩm đó thì có vai trò gì. Ví dụ như là Vobella, chúng ta tinh chỉnh môi, làm mềm đường quanh miệng, cải thiện độ ẩm. Đấy, Volip thì cũng vậy, làm rõ cột nhân trung. Đấy, và rồi muốn tăng cường thì chúng ta có Ultra XC, rồi định hình môi có Ultra Plus XC. Như vậy chúng ta sẽ tạo các độ nhô của môi. Tuy nhiên thì chúng ta có thể chỉ cần một sản phẩm Vobella, chúng ta cũng có thể làm được điều đấy mà một cách mềm mại. Và đây là những cái mà chúng ta sẽ nhìn thấy đấy, Voluma, Volac, Volai thì chúng ta đều có mỗi cái sản phẩm chúng ta đều có thể lựa chọn được cả. Nhưng khi có Vobella ra thì chúng ta vô cùng hấp dẫn khi chúng ta tiêm. Lúc nãy bác sĩ Tiền chia sẻ rồi, thật ra tôi tiêm tôi thấy cũng là một cái vô cùng thích thú ở chỗ là gì. Thật ra các sản phẩm mà tôi tiêm môi thì tôi đều phải hơi massage nhẹ một chút, nhưng mà với Vobella thì tôi không cần phải massage, nó cũng rất là mềm mại và không thấy tạo những cái cục sần ở trên môi. Và lý do tại sao như vậy chúng ta sẽ nhìn ở đây, thì chúng ta sẽ nhìn thấy khác ở hai Hilux Cross và Vibe Cross. Thì chúng ta sẽ thấy Vibe Cross nó có nhiều các cái mối liên kết giữa các cái HA trong phân tử cao, trong phân tử thấp, từ đó nó sẽ làm cho cái độ linh hoạt của cái HA này rất là tốt. Đấy là cái quan trọng trong việc mà khi chúng ta tiêm vào vùng mềm mại và cử động năng động nhiều thì nó không có những cái hình khối khi chúng ta tạo ra. Và đây là những cái nghiên cứu mà người ta sẽ thấy giữa hai cái Hilux Cross và Vibe Cross nó sẽ khác nhau về độ kết dính cũng như là độ gọi là độ tạo cái độ cái bên này là độ kết dính này, còn độ chun giãn ở bên này. Đấy. Thì đây chúng ta sẽ nhìn thấy khá là rõ, chúng ta thấy Vobella chúng ta sẽ nhìn thấy khi tiêm vào nó mịn mà, và cái này sẽ tạo khối. Như vậy chúng ta sẽ nhìn thấy nếu mà chỗ này, những cái sản phẩm này mà tiêm vào chỗ mềm mại, chúng ta hoàn toàn chúng ta sẽ yên tâm trong cái việc đó. Đấy. Đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy, và đây là Vix 15, đấy, Vibe Cross 15 của Vobella. Đấy. Và như vậy cái vùng Vobella này thì chúng ta sẽ thấy rất rõ trong việc mà chúng ta làm nếp nhăn nhẹ trung bình, làm đầy khiếm khuyết của môi. Và như vậy nó có thể là tiêm môi, tiêm rãnh lệ như lúc nãy bác sĩ Điền đã trình bày, chúng ta sẽ nhìn thấy chỉ định của cái Vobella này rất là rõ ràng. Đấy. Thế, và cái chứng nhận đây là một cái sản phẩm mà được FDA chấp nhận cho tiêm vùng môi và da quanh môi vào năm 2016, thì chúng ta sẽ nhìn thấy là nó có đầy đủ các cái bằng chứng khoa học như vậy. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy Vobella nó sẽ cho cả cắt tất cả L từ L1 cho đến L8 cũng thể đều chỉ định được cho cái vùng quanh môi. Và đây là một số nghiên cứu lâm sàng để nhìn thấy rõ ràng rằng là Vobella có cái tác dụng như vậy. Ví dụ như một cái nghiên cứu mà theo dõi sau 3 tháng, 6 tháng với thay đổi thang độ dày của môi sau 12 tháng theo dõi, và những cái này là một nghiên cứu mà
hồi cứu để cho chúng ta xem biết. Và ở trên này thì có những cái lượng filler cần bổ sung sau cái lần tiêm thứ nhất. Nếu mà trong vòng 6 tháng mà thấy nó giảm đi dưới 50% thì nó sẽ bổ sung thêm. Và đây là tổng total của cái filler trung bình cho những lần tiêm môi. Đấy, những cái vùng vị trí môi, ví dụ như tổng thể này, rồi môi trên, môi dưới và quanh miệng, chúng ta sẽ nhìn thấy rất rõ cho cái việc mà sử dụng cho vùng môi. Và đây là cái phần trăm mà cải thiện với cái đánh giá theo bác sĩ đánh giá thì chúng ta sẽ thấy nó cũng giảm dần, và khi đến 12 tháng nó còn 48.3%. Với cái tính chất là khi mà làm đầy môi thì chúng ta sẽ thấy tức là sau 12 tháng vẫn còn 56.9% của cái độ làm đầy. Và đây là cái sự hài lòng của bệnh nhân, thì chúng ta sẽ nhìn thấy là những cái gọi là cái chỉ số sau 12 tháng thì cái thang điểm 7 đến 10 nó vẫn còn 82.8%. Như vậy, với cái bài báo như vậy, chúng ta thấy rằng là khả năng dung nạp tốt và cải thiện thẩm mỹ và mang lại tự nhiên kéo dài đến 1 năm, chúng ta sẽ yên tâm như vậy, nó mềm mại như vậy. Rồi một cái nghiên cứu nữa đánh giá cái hiệu quả và tính an toàn cho vùng môi của Vovera, thì chúng ta sẽ thấy ở đây nó với cái đo các thay đổi từ hình ảnh 3 chiều, và nếu như mà cải thiện từ 1 điểm trở lên đã là cải thiện rồi, và đánh giá độ an toàn liên quan đến đau, phản ứng tại chỗ tiêm, biến cố bất lợi, thì chúng ta sẽ thấy rằng là với một cái nghiên cứu này thì cái đáp ứng rất tốt trên cái thang điểm LFS là khá là tốt trong cái với cái việc là khi tiêm như này, chúng ta sẽ nhìn thấy 97.6% trả lời rất là tốt. Còn đây là nhóm chứng là không điều trị gì. Cái này là một cái nghiên cứu mà mù đơn, có nghĩa là mù với bác sĩ thôi, còn không mù bệnh nhân. Bệnh nhân là tiêm và một bên là tiêm, một bên không tiêm với tỷ lệ 1:3. Và đây là một cái hình ảnh mà chúng ta sẽ thấy độ nhô khá là rõ sau khi mà chúng ta tiêm ở môi trên 0.6, môi dưới 0.4 và nhân chung là 0.4 ml của Vovera. Chúng ta sẽ thấy rất rõ của cái thay đổi này. Một cái nghiên cứu nữa về sự an toàn, chúng ta sẽ thấy rằng là cái khi mà nhóm chia làm hai nhóm, cũng là chia hai nhóm, và nhóm chứng thì không được đánh giá vào tháng thứ 6, vì tháng thứ 6 thì những người nhóm chứng sẽ được tiêm cùng với cả cái người nhóm điều trị. Đấy, thì chúng ta cũng sẽ thấy được sự hài lòng của bệnh nhân cũng như của bác sĩ khi mà chúng ta đánh giá. Tác dụng phụ thì nó không có một cái tác dụng phụ vì quá nhiều tại cái chỗ tiêm, chủ yếu là các vấn đề đỏ này, đau, rồi những cái cảm giác căng, rồi phù nề. Một số trường hợp thì có những cái trường hợp mà gọi là có những cái u cục lên. Đấy, ngứa thì cũng có những cái tỷ lệ nhất định trong cái khi mà chúng ta tiêm lần sau. Lần đầu thì có thể lên đến 27.8%. Đấy, thì những cái biến chứng mà mình phải giải thích trước với khách hàng chúng ta khi chúng ta có. Như vậy về mặt kết luận thì nó có khá an toàn, hiệu quả về cái việc mà điều trị bằng VIX 15 này cho môi. Và đây là một số các hình ảnh mà chúng ta sẽ nhìn thấy ở trên bệnh nhân mà mình sẽ thực hiện. Đây một bệnh nhân này với cái độ dày môi ở mức độ nhẹ, một phụ nữ sinh năm 1995, tức là tương đối trẻ, thì chúng ta sẽ nhìn thấy môi của bạn khá là mỏng ở môi trên, môi dưới, với cái cằm thì cũng khá là lớn đấy, so với cái người phụ nữ, vì cái cằm này so với phụ nữ thì chúng ta hoặc là chúng ta sẽ đo từ cái hai góc trong của mắt xuống, hoặc là hai cánh mũi xuống, tùy từng mũi của mỗi người, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái cằm này nó hơi thô hơn so với cả người phụ nữ. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy là khi mà bệnh nhân cử động môi thì chúng ta cũng sẽ thấy là cái môi nó vẫn còn mỏng và cằm nó khá là thô. Thế thì chúng ta tiêm ở đây, chúng ta sẽ tiêm cái gì? Một là chúng ta sẽ thấy là nhân trung nó không rõ nét lắm, thì chúng ta sẽ tiêm LP7. Cái đường cung cupid cũng vậy, và cái điểm độ dày của môi chúng ta sẽ tiêm LP1, LP1 và LP5, chúng ta sẽ có những cái đó. Và đây là sau khi tiêm thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta sẽ thấy cái môi người ta cải thiện hết, và kể cả khi mà bệnh nhân huýt sáo, có những cử động, thì chúng ta sẽ thấy cái môi nó không bị những cái u cục nó nổi lên. Đó. Đây một cái bệnh nhân này là 2003, thì cũng muốn nhẹ nhàng hơn một chút, để bệnh nhân muốn nhẹ nhàng hơn thì như vậy chúng ta thấy độ nhô nó cũng không có, mặc dù là rất là trẻ.
Đấy, thì như vậy sau khi tiêm xong thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta cũng tiêm LP7, LP2 và LP1, chúng ta sẽ thấy thì cũng cải thiện được khá là rõ ngay sau tiêm. Đấy, và sau một ngày sau tiêm chúng ta sẽ thấy là cái mức độ cải thiện khá là nhẹ nhàng nhưng mà nó rõ ràng hơn so với cái bệnh nhân trước tiêm. Đấy. Đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy độ nhô khá là rõ khi mà chúng ta so với cái trước tiêm như vậy. Một cái này thì nó hơi khó hơn một chút vì một bệnh nhân nữ 92 thì cái môi của họ đã khá là nét rồi. Thế nhưng mà người ta vẫn muốn gọi là sexy hơn, gợi cảm hơn. Và chính vì thế thì chúng tôi tiêm một chút là 0,01 cho LP1, P5 và 0,05 cho LP7. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là sau khi tiêm thì cái độ nhô lên thì nó rõ ràng hơn. Nên chúng ta nhìn trên hình ảnh của cái độ nghiêng thì chúng ta sẽ thấy độ nhô cái này ít thôi và độ nhô này nó ra hẳn rõ ràng, độ nhô phía môi dưới nó cũng ra rất rõ, như vậy chúng ta sẽ cải thiện. Tuy nhiên với những cái ca này thì chúng ta tiêm không cẩn thận là nó vì độ nhô của người ta đã có sẵn rồi, bây giờ mình chỉ tiêm thêm thôi. Đấy. Và đây là một cái mà chứng minh cho các bạn thấy rằng là riêng vùng cằm nó có ảnh hưởng đến cái môi. Bệnh nhân này thì hoàn toàn chúng tôi không tiêm một chút nào ở môi cả, mà chỉ tiêm cải thiện vùng cằm thôi. Chúng ta sẽ thấy giữa cái vùng cằm chúng ta tiêm, ở đây thì tôi tiêm C2 và C4, thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái môi cũng sẽ đưa được ra. Như vậy chúng ta thấy rằng đây, ở đây là bệnh nhân không can thiệp một chút nào vào vùng môi. Và chúng ta sẽ thấy khi vùng cằm mà cải thiện rồi, chúng ta vùng môi nó cũng đã cải thiện. Đấy, và như vậy các bạn sẽ thấy rằng các vùng quanh miệng chúng ta đánh giá hết khi chúng ta tiêm môi là như vậy. Đấy. Đấy, chúng ta thấy rất rõ cái vùng môi của bạn ấy cải thiện ngay, đúng không? Và như vậy, cái tóm lại là Vobella là một cái HA mềm và khả năng cung cấp tốt để tăng thể tích và an toàn cho việc điều trị quanh môi và hiệu quả lên đến 1 năm. Xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý vị.